Chúng ta đến với bài 3 các bạn. Thế thì cái phần từ vựng của bài 3 chúng ta đã làm xong rồi. Có hai cái video từ vựng đó. Bây giờ trong video này thầy sẽ giúp các bạn chúng ta học cái phần Getting Started này. Cái tựa đề của Getting Started này là At the Museum of Ethnology, là ngay tại cái viện bảo tàng dân tộc học này các bạn. Dân tộc học đó. Đây là một cái ngành khoa học rất là hay. Ethnology. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ thầy và các bạn chúng ta cùng xuống dưới cái đoạn hội thoại này. Khi các bạn lên trên trường các bạn học đó, thì cô giáo sẽ mở cho các bạn nghe cái đoạn hội thoại này. Rồi, bây giờ thầy giúp các bạn hiểu cái nghĩa của nó. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm cái bài tập ha. Đây, bạn Dương và bạn Nick đang chào cái người guide. Guide này là cái người hướng dẫn đó các bạn. Hướng dẫn, người giải thích, người hướng dẫn du lịch đó, người ta hay gọi là guide đó. Rồi bạn Nick với bạn Dương nói chuyện với người đó như thế nào nhá. Bạn Nick và bạn Dương là good morning, là xin chào. Rồi cái người hướng dẫn đó cũng xin chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì được các bạn? Đó, cái người hướng dẫn nói chuyện với bạn Dương và bạn Nick. Bạn Nick trả lời là vâng, chúng tôi muốn biết một vài điều về những nhóm tộc người văn hóa đó ở Việt Nam, của Việt Nam. Cái bạn Dương nói thôi được, có đúng rằng là có 54 nhóm dân tộc ở quốc gia chúng ta không? Có đúng là có 54 dân tộc á, ở Việt Nam á? Thì cái người hướng dẫn trả lời là chính xác, 54 dân tộc. Cái bạn Nick trả lời là ồ, điều đó thật là thú vị làm sao, tôi rất tò mò muốn hiểu biết về họ bây giờ. Thế cái nhóm nào là nhóm tơ lớn nhất, có là nhóm dân tộc là nhiều nhất? Cái người hướng dẫn trả lời ồ, người Việt hay còn gọi là người Kinh đó các bạn. Đó, người Kinh là nhiều nhất. Người Kinh chiếm số lượng lớn nhất, chiếm khoảng 86% dân số cả nước, dân số. Và 53 phần dân tộc còn lại á, được gọi là những nhóm dân tộc thiểu số. Đó, những nhóm dân tộc thiểu số. Thế bạn Nick nói và họ sống ở đâu? Cái người hướng dẫn nói là tất cả là khắp cả nước luôn các bạn, sống khắp cả đất nước luôn. Một vài nhóm thì như là người Tày, người Mường, người Dao thì sống chủ yếu ở những cái vùng miền núi ở phía Bắc. Và người Chăm, Khmer, Ad thì sống ở cao nguyên Tây Nguyên đó. Và một vài tỉnh ở phía Nam. Tôi hiểu rồi, Nick trả lời tôi hiểu rồi. Và họ nói những cái ngôn ngữ của chính bản thân họ phải không? Cái vị hướng dẫn trả lời vâng. Và họ cũng có một cái lối sống này, cái ways of life, là cái cách sống đó các bạn, của chính bản thân họ. Và những cái phong tục tập quán của chính bản thân họ và những truyền thống của họ nữa. Cái bạn Nick trả lời điều đó thật là tuyệt vời, awesome, là điều đó rất là hay. Và tôi thích tìm kiếm nhiều thông tin về họ. Cái người hướng dẫn trả lời tôi sẽ chỉ cho bạn xung quanh đây này, dẫn bạn đi xung quanh đây để biết và nói với bạn một vài điều thú vị. Rồi, vậy thì khi chúng ta hiểu được cái bài hội thoại đó rồi thì sang trả lời các cái câu hỏi bên này thì rất là dễ các bạn. Ví dụ như là cái câu A này, người ta hỏi mình này, tìm một vài cái chữ mà nó đối lập nghĩa với những từ ở dưới này ở trong đoạn hội thoại. Ví dụ cái chữ boring đó, vậy thì cái chữ boring á thì chúng ta tìm từ trái nghĩa với từ boring trong cái bài hội thoại là gì? Đây, interesting này các bạn này. Đó, interesting này. Đó, từ này này, từ boring là nhàm chán đúng không, thì interesting là rất là thú vị, rất là thích thú. Từ smallest, nhỏ nhất đúng không, thì đối lập với smallest là largest, lớn nhất. Đối lập với majority là đa số, thì đối lập với nó là minority. Đây, minority này các bạn này, đây minority này. Đó, đối lập với majority là minority, là thiểu số với đa số đó, số nhiều số ít đó. Northern, phía Bắc, thì chúng ta có đối lập với nó là phía Nam. Đây này các bạn này, đây Southern này các bạn, đây đó, bạn thấy chưa, ở phía Nam. Rồi, như vậy là mình đã
cùng nhau giải quyết được những cái từ đối lập nghĩa rồi như vậy, thì sang cái phần B của cái phần Getting Started 1 này ha, chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn đối thoại một lần nữa và trả lời những câu hỏi. Rồi vậy thì cái phần này thầy sẽ giúp các bạn trả lời nhanh thôi. Ví dụ như câu thứ nhất là bạn Dương và bạn Nít đang ở đâu, thì các bạn chỉ cần trả lời bạn Dương và bạn Nít, họ đang ở cái viện bảo tàng dân tộc học này. They are at the Museum of Ethnology, là xong câu 1. Câu 2, họ muốn biết cái gì? Họ muốn biết cái gì các bạn? À, họ muốn biết về những nhóm tộc người thiểu số, những nhóm tộc người Việt Nam. Đây, họ muốn biết về những nhóm tộc người Việt Nam này. Đó, văn hóa, các nhóm văn hóa ở Việt Nam cũng được. Ok nha. Đó, chúng tôi muốn biết một vài điều về những nhóm văn hóa ở Việt Nam đó các bạn. Ok. Đó là câu số 2. Câu số 3. À, có bao nhiêu nhóm tộc người ở Việt Nam? Thì chỗ này không cần nhìn nhiều nữa, chúng ta chỉ cần là ghi là 54 đúng không? Câu số 4. Tộc người nào, nhóm tộc người nào là chiếm phần lớn nhất các bạn? Largest. Thì trong bài nói rất rõ rồi. Người Kinh đúng không? Người Kinh hay còn gọi là người Việt đó. Đó, hồi nãy thầy dịch xong cho các bạn đó. Rồi đến câu số 5. Những nhóm tộc người thiểu số nào mà có những những nhóm tộc người thiểu số họ có chính cái những cái phong tục truyền thống của chính bản thân họ không? Chắc chắn là có đúng không? Yes they do đúng không? Họ có. Ok, chính họ có luôn. Rồi như vậy là 5 câu này chúng ta trả lời rất là nhanh bởi vì nó dễ, cho nên thầy đi qua nhanh cho các bạn ha. Chúng ta đến với cục C, phần C. Bạn có thể tìm thấy những cái diễn đạt ở phía dưới đây trong bài hội thoại mà cố gắng diễn đạt chúng cái nghĩa của đó. Ví dụ exactly này là chính xác đúng không? Chính xác thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Đây này, exactly chính xác nè. Đây, exactly chính xác. Khi nó là ở Việt Nam có phải có 54 dân tộc không? Thì cái người hướng dẫn trả lời exactly chính xác. Rồi tương tự, how interesting. Nó thú vị làm sao? Thì trong bài có đây, how interesting. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, I see. Rồi, bạn biết đó, I see là tôi hiểu rồi. Đây, I see này các bạn. Đó, I see. Đó. Rồi, cuối cùng, that's awesome. À, điều đó thật là tuyệt vời, thật là hay. Đây, that's awesome. That's awesome. Đó, rồi, đó là câu C. Chúng ta giải quyết luôn. Bây giờ đến lượt câu D. À, làm việc theo cặp và sử dụng những cái trực thực tế dưới đây từ cái đoạn đối thoại để làm nên đóng vai ngắn thôi nha. Sử dụng những diễn đạt dưới đây ở trong phần C này. Ví dụ thế này các bạn nè, mình sử dụng bốn cái diễn đạt ở trong cái phần C này á, trong phần C này để chúng ta giao tiếp. Ví dụ cái người thứ nhất nói mình làm việc theo nhóm mà đúng không? Some groups live in mountainous regions. À, cái người thứ nhất đó là một vài cái nhóm thiểu số sống ở chủ yếu ở những vùng miền núi. Thì cái người còn lại trả lời How interesting là điều đó thật là thú vị làm sao, đúng không? Vậy thì mình cũng có thể nói tiếp. Đây, mình cũng có thể nói câu tiếp theo. Một bạn C, bạn A, bạn B nói xong rồi được bạn C. Bạn C nói thế này, chẳng hạn như thế này. Đây, some groups like the Tây, Mường, Giáo live mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham, Khmer, Ede live in the central highlands and some southern provinces. Những vài tộc người ở miền núi, vùng miền núi phía bắc rồi, và như là Tây, Mường, Giao, Hờ Mông, Giao chứ sống ở miền núi phía bắc, Cham, Khmer, Ede sống ở miền trung Tây Nguyên và một vài ở miền nam. Thì cái bạn C bạn nói như vậy thì bạn D có thể nói sao? I see, đúng không? Thì bạn D có thể nói I see, mà bạn D cũng có thể nói là that's awesome cũng được. Đó các bạn ha, tùy vào cách diễn đạt của chúng ta. Rồi, đó, thế thì các bạn nắm được cái cách chúng ta diễn đạt cái đoạn hội thoại, chúng ta giao tiếp với nhau. Ok. Rồi, và mình dùng cái từ how cộng một cái tính từ khác trong cái đoạn hội thoại để chúng ta diễn đạt cũng được. Ví dụ trong trường hợp này nè, how interesting. Rồi vậy thì cái phần cuối cùng của cái getting started 1 này á, thầy lưu ý cho các bạn này, là hai cái từ này chúng ta rất dễ lộn này, cái people và cái peoples. Đó, nhiều bạn sẽ không phân biệt và thầy giải thích cho các bạn này.
Cái people ở đây là nói về con người nói chung, nhiều người nói chung. Nhưng cái peoples này á là nói về những nhóm tộc người, những nhóm người. Đó. Ví dụ như chúng ta có người Mỹ bản địa thì chúng ta nói là the native American peoples, đó, những nhóm tộc người Mỹ bản địa đó. Ví dụ này, the native, native, nhìn thấy các bạn, American, the native American peoples, đó, đó là nhóm những người Mỹ bản địa. Ok, rồi như vậy là phần getting started thì thầy cũng giúp các bạn xong rồi. Hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta đến với cái getting started 2 của bài 3 này nhé. Rồi, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận thêm nhiều video hay tiếp theo.